Thưa quý vị, thì các bạn, để đảm bảo an toàn thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, mới đây thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về quy chế quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ tại khu vực Hồ Gươm, trong đó có việc cấm mang thú cưng, loa kèn công suất lớn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, trong những ngày đầu thực hiện, tình trạng này vẫn còn xảy ra tràn lan và thiếu sự kiểm soát. Cụ thể, trong những ngày đầu triển khai quyết định, hiện tượng vật nuôi thả rông trong không gian phố đi bộ vẫn còn. Chó vẫn được mang vào phố đi bộ, một số đã có dây giác hoặc loài chán cổ. Các loại chó cỡ lớn không còn, nhưng chó kiểu thú cưng vẫn được người dân mang vào nhiều. Trong quy chế nêu rõ, người tham gia không gian phố đi bộ không mang vật nuôi gia súc gia cầm, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không bán hàng rong, đánh giày, đeo bóng khách du lịch không bơi lội, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ gươm, không thực hiện hành vi dẫm nằm lên thảm cỏ, ghế ngồi, ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, chặt hạ, hủy hoại cây xanh. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ gươm và các vùng phụ cận. Tại khu vực này luôn có nhiều trẻ em vui chơi nên việc đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu.